Ngày 15 tháng 12, Công an thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đang điều tra làm rõ vụ một cô giáo trường tiểu học dùng dao chém đồng nghiệp. Theo đó, sự việc xảy ra tại trường tiểu học Ninh Phước, thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Nhân chứng cho biết, vào sáng ngày 15 tháng 12, cô H, giáo viên trường tiểu học Ninh Phước, bất ngờ dùng dao lao vào tấn công một đồng nghiệp tên là H, khiến người này bị thương ở tay và vai trái. Sự việc diễn ra trong khuôn viên trường học khiến các em học sinh sợ hãi. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn H bị dân quân xã Ninh Phước bắt giữ. Theo đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hòa, cô giáo H trước đây từng công tác tại trường tiểu học Ninh Phước và sau đó có biểu hiện tâm thần nên được điều trị tại một cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa một thời gian thì về lại trường. Xác nhận trên báo chí, ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ninh Phước cũng cho biết, tại điểm trường tiểu học Ninh Phước ở thôn Mỹ Giang đã xảy ra sự việc cô giáo chém đồng nghiệp. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục thụ lý điều tra làm rõ vụ việc.